Xin chào cô, sau đây là phần thuyết trình của nhóm 3 về lý thuyết học tập trải nghiệm của David Allan Cope. Trước tiên là bản quy đổi tên viết tắt của nhóm. Tiếp theo, đây là những nội dung mà nhóm sẽ lần lượt trình bày. 1. Lý thuyết kiến tạo, tiền đề cho lý thuyết học tập trải nghiệm của Cope. 2. Chương trình học tập trải nghiệm theo lý thuyết của Cope. 3. Các phong cách học tập theo lý thuyết của Cope. 4. Một số hoạt động học tập trải nghiệm tương ứng với 4 giai đoạn học tập. 5. Ý nghĩa của lý thuyết học tập trải nghiệm của Cope trên dạng và học. 6. Ứng dụng lý thuyết học tập trải nghiệm của Cope trong thiết kế khung bài học phù hợp với phong cách học tập của người học. Đầu tiên là lý thuyết kiến tạo, tiền đề cho lý thuyết học tập trải nghiệm của David Allan Cope. Xoay quanh lý thuyết này có một số quan điểm như sau. Trước hết là quan điểm của Kant. Ông cho rằng sự hiểu biết bao hàm tri thức tiên nghiệm kết hợp với tri thức cảm tính về tự vật. Piaget lại cho rằng các sơ đồ nhận thức là sản phẩm của sự phát triển chứ không phải do bẩm sinh mà có. Đến lượt Vygotsky, ông đưa ra lý luận về vùng phát triển gần nhất và quan điểm hợp tác trong dạy học. Như vậy, lý thuyết kiến tạo của Piaget và Vygotsky là cơ sở tiền đề cho sự xuất hiện lý thuyết kiến tạo trong dạy học. Tiếp theo là chương trình học tập trải nghiệm theo lý thuyết của Cope. Vào năm 1984, ông đã phát triển lý thuyết kiến tạo bằng việc đề xuất mô hình học tập trải nghiệm. Về định nghĩa học tập trải nghiệm, ông cho rằng đây là hình thức học tập gắn liền với các hoạt động có sự chuẩn bị ban đầu và có sự phản hồi đề cao kinh nghiệm chủ quan của người học. Vai trò của hoạt động trải nghiệm chính là cần khởi động cho các quá trình tiếp theo như phản hồi, thảo luận, phân tích và đánh giá kinh nghiệm. Chương trình học tập trải nghiệm theo lý thuyết của Cope là chu kỳ học tập xoắn ốc, nơi người học được chạm vào tất cả các yếu tố, tức là chu kỳ của trải nghiệm phản ánh suy nghĩ và hành động. Đây là sơ đồ phản ánh chương trình học tập trải nghiệm theo lý thuyết của Cope. Nhìn vào sơ đồ trên thì chúng ta có thể thấy là chương trình này gồm hai trục. Trục ngang được gọi là chuyển đổi kinh nghiệm, trục dọc được gọi là nhận thức kinh nghiệm. Trong đó thì kinh nghiệm cụ thể chính là những trải nghiệm hay tình huống mới gặp phải hoặc chất vấn những kinh nghiệm vốn có. Quan sát phản ánh là việc xem xét và gửi phản hồi khi thấy mâu thuẫn giữa trải nghiệm và hiểu biết. Khái niệm hóa trừu tượng là sự phản hồi đem đến một ý tưởng mới hay là điều chỉnh một khái niệm trừu tượng hiện có. Thử nghiệm tích cực là việc áp dụng trải nghiệm vào thế giới xung quanh để có thể thu được các kết quả như mong muốn. Ở đây chúng ta có một số lưu ý như sau. Người học có thể bước vào bất kỳ giai đoạn nào của chương trình và thực hiện theo trình tự logic của nó. Học tập cũng chỉ hiệu quả khi mà người học có thể thực hiện tất cả 4 giai đoạn của cái mô hình trên. Tiếp theo là nội dung về các phong cách học tập theo lý thuyết của Cope. Dựa vào chương trình học tập 4 giai đoạn thì Cope đưa ra 4 phong cách học tập là phân kỳ, đồng hóa, hội tụ và thích nghi. Để dễ dàng hơn cho việc xây dựng các phong cách học tập thì chúng ta có thể tham khảo mặt trận 4 phong cách của Cope như sau. Phân kỳ là phong cách học tập kết hợp giữa trải nghiệm cụ thể và quan sát có tư duy. Người theo phong cách học tập phân kỳ thì sẽ có những cái đặc điểm nổi bật như là nhìn mọi thứ từ những quan điểm khác nhau, rất nhạy cảm, thích xem hơn làm, thích sử dụng trí tưởng tượng để giải quyết vấn đề, thích động não tạo ý tưởng, giỏi trong nghệ thuật, thích làm việc nhóm, lắng nghe, cởi mở. Đồng hóa là phong cách học tập kết hợp giữa quan sát có tư duy và khái niệm hóa các khái niệm trừu tượng. Người theo phong cách học tập này thì có những đặc điểm nổi bật như là tiếp cận và giải thích vấn đề gãy gọn logic, mạnh khi tìm hiểu thông tin trên phạm vi rộng và tổ chức một cách rõ ràng hợp lý, quan tâm đến những ý tưởng và khái niệm trừu tượng, mạnh về lĩnh vực thông tin và khoa học. Hội tụ là phong cách học tập kết hợp giữa chu trình khái niệm hóa các khái niệm trừu tượng và thử nghiệm tích cực. Người theo phong cách này có những đặc điểm như là thích các cái nhiệm vụ về kỹ thuật, có khả năng chuyên môn và công nghệ, bị thu hút bởi những cái tình huống có vấn đề, thích thử nghiệm những ý tưởng mới. Thích nghi là phong cách kết hợp giữa thử nghiệm tích cực và trải nghiệm cụ thể. Người theo phong cách này thì sẽ có những cái đặc điểm nổi bật như là thường hành động theo bản năng, phù hợp với lại thực hành, dựa vào trực giác hay là thích sử dụng cái sự phân tích của người khác để mà áp dụng vào thực tế. Đối với vấn đề này thì chúng ta cũng có một số lưu ý như là mỗi phong cách học tập thì đại diện cho sự kết hợp của hai phong cách ưa thích. Tuy nhiên chúng ta không thể tuyển cùng lúc cả hai lựa chọn trên một trục. Chẳng hạn như là người học không thể có cùng lúc cả hai phong cách như là phân kỳ và đồng hóa, vì hai phong cách này cùng có trên cái trục đó là nhận thức kinh nghiệm. Nội dung số 4 đó là một số hoạt động học tập trải nghiệm tương ứng với 4 giai đoạn học tập. Các hoạt động của từng nhóm trong cái sơ đồ trên thì sẽ tương ứng với mỗi cái chương trình học tập trải nghiệm.
và tùy vào điều kiện dạy học cụ thể cũng như là đặc điểm của người học, giáo viên nên cố gắng lựa chọn các hoạt động ở bên ngoài để có thể thúc đẩy được sự chủ động của người học. Từ đó chúng ta cũng có thể thấy được ý nghĩa của lý thuyết học tập trải nghiệm của Cole trong dạy và học. Đây chính là mô hình học tập trải nghiệm của Cole theo định hướng phát triển năng lực của người học. Mô hình này cho thấy là qua mỗi chương trình học tập thì người học sẽ phát triển các năng lực hiểu, làm, cảm. Và sự phát triển hợp nhất của các năng lực này sẽ là tiền đề cho sự phát triển năng lực sáng tạo, đưa người học lên trình độ mới cũng như là có được năng lực mới sau mỗi chương trình học tập và hướng đến mục tiêu đào tạo. Về ý nghĩa trong dạy và học thì đối với người dạy, lý thuyết này đánh giá một cách nghiêm túc việc cung cấp điều kiện học tập có sẵn cho học sinh, giúp học sinh phát triển các cơ hội học tập phù hợp. Lý thuyết này cũng cung cấp cho người học cơ hội để tham gia một cách phù hợp nhất. Còn đối với người học thì học sinh có thể xác định được các phong cách học tập không phù hợp với bản thân, qua đó thì nắm được các phong cách để mà nâng cao hiệu quả học tập. Như vậy thì lý thuyết học tập trải nghiệm của Cole đóng vai trò trung tâm cho việc đào tạo người học theo năng lực. Cuối cùng là ứng dụng lý thuyết học tập trải nghiệm của Cole trong thiết kế khung bài học phù hợp với phong cách học tập của người học. Dựa trên lý thuyết học tập trải nghiệm của Cole, các mô hình thiết kế bài học được phân loại bằng tiêu chí năng lực chính như là làm, biểu cảm, cảm hiểu cần hình thành tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung dạy học, phong cách học tập của người học. Không thiết kế bài học này phù hợp với những người học có phong cách học tập phân kỳ. Đây chính là phương học tập qua style, là một qua chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cảm xúc. Vì vậy mô hình này phù hợp với những cái người mà có xu hướng về nghệ thuật, giàu với trí tưởng tượng và tình cảm, quan tâm đến hoạt động của mọi người như là tiếng Anh, ngôn ngữ học hay là âm nhạc. Không thiết kế bài học này lại phù hợp với những người có phong cách học tập đồng hóa. Đây là mô hình học tập bằng suy nghĩ lý trí, vì vậy nó phù hợp với những người học có xu hướng về thông tin xã hội và khoa học tự nhiên như là toán, vật lý, hóa hay kinh tế. Không thiết kế bài học này lại phù hợp với những người học có phong cách học tập hội tụ. Đây chính là phương thức học và thực hành, nên nó phù hợp với những người học có xu hướng về kỹ thuật công nghệ như là kỹ thuật xây dựng, sinh thái học hay là cơ khí. Và cuối cùng, khung thiết kế bài học này phù hợp với những người học có phong cách học tập thích nghi. Đây chính là phương thức học qua sao chép bắt chước. Vì vậy mô hình này nó phù hợp với những người học có xu hướng về tiếp thị, bán hàng, thuyết phục người khác như là công tác xã hội hay là quản lý giáo dục. Và nội dung này cũng đã khép lại bài thuyết trình của nhóm 3. Em cảm ơn cô đã theo dõi.